Con xin chào mọi người, con là Hạnh Trúc 8 tuổi, con xin niệm chú Lăng Nghiêm. Con xin đọc chú Lăng Nghiêm đệ nhị. Đệ nhị ô hồng thủy sắc kiến na bác là sách tất đa tất phế pha giờ đô sắc nghi san. Hổ hồng lơ lơm chim bà na hổ hồng lơ lơm thuốc đa bà na hổ hồng. Đô lôm ba ra sắc đệ a tam bác sáng noa. Bé sáng noa yết ra hổ hồng đô lôm tác bà rêu xóa ra xét ta yết ra nhã xà thì đàm băng tết nay yết ra hổ hồng đô lôm giả đô ra thi để nẫm yết ra ta ha tết ra nẫm thì đàm băng tết na ra hổ hồng đô lôm ra so bà già phạm tết tết ta là đâu sắc nghi sam bà ra điểm xà kiết rị ma ta ha tết ra bột thở ta tết ra thức rị sa cu chi ta ha tết nơi đế lệ a tê đề thì bà rị ca cha chan ca ma ha về sa lô đà ra đế rị bột bà na men chà ra đá đi bộ và đa men chà ra ô hồng ta tức đá bạc bà đô mà ống thú nam mà tỏa. Cô xin đọc đề nghị xong, tạm biệt.